Yen Gobo. Nè. Xin chào các bạn. Ok, mình không rõ là cái lúc mà mình lên video này sẽ bằng ngày bao nhiêu, nhưng mình nghĩ là kiểu gì cũng qua năm mới rồi. Thế nên là chúc mừng năm mới các bạn. Nói chung là cũng không biết chúc gì nhiều. Đã có. Nào. Nhưng một câu mà mình nghĩ sẽ đúng với mọi trường hợp, đấy là chúc mọi người hãy luôn luôn làm những điều mình thích và thích những điều mình làm. Đừng làm những điều mình thích xong để người khác ghét những điều mình làm. Thế là thành Hải Sơn rồi đấy. Wow. Các có điều gì muốn nói mọi người không con? Con ơi. No. Nếu như các không muốn nói gì thì mình sẽ thay mặt các thông báo cho các bạn một cái tên rất là mới cho năm mới. Tên gì hả em? Húc đã bị thiến rồi. Chú mèo sau 2 năm làm nô lệ của hormone, nô lệ của sự hứng tình, cuối cùng đã bị cắt bi. À đúng rồi. Đây. À, từ lúc mà mình nhận nuôi cắp về thì các bạn hay hỏi mình là ơ thế thì Húc đâu anh ơi, xong thì Húc nữa. Thì thật ra từ trước đến nay con Húc nó chưa giờ nó là mèo của mình, mà nó là mèo của bạn ấy đây, cái mặt này. Nhưng cái mặt này đã chính là mặt Húc rồi. Trời ơi, đây là mặt Húc mà, đúng không con? Chính là mặt Húc. Các cũng chuẩn bị tinh thần lên con nhá. Tầm 5-6 tháng là bố con mình cũng làm chuyến đi con nhá. Con nhớ. Bố cũng cắt à? Hả? Muốn nói các bạn là nếu như mà có định thiến mèo ấy thì thiến sớm đi tí. Bạn quy mà để cho con Húc này chịu sự nô lệ của hormone trong 2 năm liền. Nó hứng tình với 4 góc tường, cuối cùng cũng mới chịu đi cắt bi cho nó. Trời ơi. Thế nên là cắp sẽ bị cắt bi sớm con nhỉ. Một trong những cái điều tuyệt vời đầu tiên đối với mình ấy là món quà của năm mới. Đấy chính là đi xem Star Wars The Rise of Skywalker ở Đinh Giảng IMAX. Mà hơi thốn tí, đấy là cái phim này là cái phần mà mình mong chờ nhất ý, để xem là cái phần kết thì nó như thế nào. Vì phần trước thì cuối cùng là cái phần này nhìn điểm ở trên Rotten Tomatoes có thấy hơi buồn tí rồi. Nhưng mà không sao, dù gì thì mình cũng vẫn sẽ đi xem. Và cũng là để trả lời cho rất nhiều câu hỏi của các bạn trong năm mới luôn, thì chúng ta sẽ ngó sơ qua những cái món đồ liên quan đến Star Wars mà mình đang có. Rất nhiều bạn hỏi đúng không? Thì đầu tiên nhá, sẽ là cái món mà các bạn hỏi mình rất là nhiều, đấy chính là cái này. Cái lightsaber màu đỏ. Xua đuổi. À, đây là một vũ khí mà mình thường hay sử dụng để mà chiến đấu với cắp. Thì cái món này nếu như mà các bạn có xem video của mình từ những cái ngày đầu tiên mà mình lập kênh thì chắc là đều có nhớ rồi. Đây là một cái món mà mình có ship ở bên Amazon bên Mỹ về. Mình nhờ ông anh mình cầm về hộ một cái lightsaber. Cái này rất là rẻ. Cái này mua đâu đấy có 2 triệu hơn thôi. Nếu như mà xét ra đúng giá của những cái lightsaber mà sáng này mà cầm sướng này thì mình nghĩ là giá chung nó cũng đắt lắm. Và cái này thì đây, khá là rẻ. Các bạn nhìn này. Kim loại nhá. Nó lon con nhá. Nó sáng kiểu cực kỳ đấy. Buổi tối mà các bạn bật lên thì không khác gì kiểu mặt trời chân lý chói qua tim. Buổi tối nhìn nó sẽ như thế này các bạn. Thậm chí mình có thể tắt được cả cái tiếng của cái lightsaber nữa. Thế các bạn hiểu vì sao mà mấy lần đi ngủ lúc nào mình cũng phải đem theo này đi ngủ chưa? Đêm buồn tè ấy, dậy bật lên đi tè thôi, cầm theo cái này vừa cảm giác kiểu mình là bá chủ màn đêm ấy. Mà còn vừa rất là sáng, có thể soi được toilet, rất là tiện. Đó, đây là một cái món rất là khoái. Thì nhiều bạn hỏi mình là thế thì anh cầm cái kiếm như thế này thì rốt cuộc là cái tiếng nó phát ra ở đâu? Thì thật ra là phía bên dưới này các bạn thấy không? Có một cái loa, có một cái lỗ ở đây để mình sạc pin. Ngày trước thì nó có cái cảm biến ở bên trong, mỗi khi mà mình kéo qua kéo lại thì mình đập vào cái vật gì nó sẽ có cái tiếng như kiểu tiếng chém lightsaber ấy. Nhưng mà mình chém nóng quá nên bây giờ nó hỏng rồi, các bạn nghe này. Đấy, nó chẳng nghe là tiếng nó thỉnh thoảng nó mới ra thôi. Chém thử cắp đi. Đấy. Và nó có một cái mốt nữa mình rất là thích. Rồi, các cái kiếm đầu tiên cái món mình rất là thích. Còn liên quan đến một số những cái món khác, thực đến thì quần áo thì chắc các bạn rất là rõ đúng không? Quần áo Star Wars thì mình có mình có nhiều cực kỳ. Mình có một cái áo hoodie kéo khóa Darth Vader này, mình rất là thích Darth Vader. Mình có một cái mũ len Darth Vader này. Mình có áo phông Darth Vader này, mình có áo phông Stormtrooper này. Mình còn có gì nhỉ? Mình còn có một cái áo mới mua. Đây, nhiều lắm. Mình còn có mới mua này, hay mình còn chưa mặc cơ. Để dành để hoặc đi xem phim thì mặc áo Boba Fett này. Mình còn có một cái áo nỉ Darth Vader này. Cái này mình rất là thích. Mình còn cái áo này mình mới mặc nữa, Star Wars này.
hai bên có đầy đủ nhân vật của cái phần phim original. Thật ra là những bạn để ý các bạn vào YouTube của mình ấy, các bạn sẽ thấy là ngay cái hình bìa mình chụp cái hình ảnh cover ấy, nó cũng là hình mình đang mặc một cái áo BBS. Đó, nhiều ông bảo tôi phải Weibo không đây? Tại sao lúc nào cũng để cái màn hình là Son Goku thì câu trả lời là không, tôi không phải Weibo, tôi là Star Wars Boo. Có từ không nhỉ? Star Wars Boo. À. Rồi, ngoài ra mình còn có một vài cái món đồ chơi khác thì ở đây các bạn thấy rất rõ rồi, hai Darth Vader này, con BBS này là quà của bạn Quy tặng. Đó, cơ bản là như vậy. Bây giờ game thì dạo này mình đang chơi Star Wars Battlefront 2 nữa. Cứ mỗi lần bật game ở đây là nhân vật này sẽ xuất hiện, không hiểu vì sao nó thích cái trò đấy hay sao. Thích con thích chơi game không cóc. Và cuối cùng là đến một trong những cái phần quan trọng nhất của video ngày hôm nay. Một cái món mà nó về đúng cái ngày giao thừa nhé, đúng cái hôm trước cái ngày Tết Dương Lịch ấy thì mình đã nhận được. Là một cái món mà mình có order ở bên Mỹ về luôn. Món này thì mình mua 300 đô hay 400 đô gì đấy. 300 đô hay 400 đô con nhá. Đừng có cào, đừng có cắn gì nhá. Nghe thấy mùi tiền là lao ra. Và đúng các bạn biết trong này là cái gì. Rồi, không để mọi người chờ nữa, ăn bóc luôn nhá. Đây chính là một trong những cái món đồ mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất là bất ngờ. Đây là full suit của Jedi. Nếu như các bạn nào mà xem Star Wars rồi hoặc chưa xem ấy thì đây là một chiến binh Jedi, một bộ quần áo Jedi bình thường. Thì mình đã mua nguyên bộ đấy thì ship về. Rồi, sẽ xem là bên trong nó có những cái gì. Oh shit. Wow, đố các bạn biết ấy, từ áo choàng đến áo quần đến bên trong cái phần nào là phần đắt nhất của nguyên cái bộ này. Đố các bạn biết. Đầu tiên chúng ta sẽ có đôi giày. Theo như mô tả thì cái giày này là giày làm bằng da xịn luôn đó mọi người. Nguyên cái đôi giày này thôi mà nó chiếm đến 200 đô trong cái bộ đồ này. Wow, tiếp cái này là cái thắt lưng này. Ôi, nhìn cũng giống trong phim luôn. Ngoài ra thì đây sẽ là bộ đồ. Cái này là cái áo choàng bên ngoài này. Ờ đúng rồi, có cái mũ này. Đây, cái này là cái áo choàng bên ngoài. Đó. Và cái này sẽ là cái áo bên trong. Uầy, nhiều bộ phận ý à. Okay, để mình thử mặc thử và xem trông nó như thế nào. Anh thử mặc đi. Em có biết mặc kiểu gì đâu. Uầy, cảm giác giống ngày xưa mặc đồ diễn đi nhảy rô á baby. Em có nhớ không? Trời ơi, giống quá. Mặc này mình ra đường cho người ta nhìn cho vui lắm này. Tí anh đi chơi mặc cái bộ này nhá. Chắc là đeo vào này hả? Thế thì lại đi riêng nhé. Ok. Ủa, bụng anh nhỏ phết nhở? To như lợn. Cái gì cơ em nói lại câu vừa rồi. Bụng to như lợn. Các bạn thấy cái áo này nó không hề giống cái áo bình thường như nào đây. Nhìn này nó có khoảng hai cái vạch ngoài phía trước ấy. Ủa. Nó còn rắc rối hơn ngày xưa mình mặc cái đồ diễn đi nhảy vô ấy. Sao mà tao thì mặc được cái này mà cử động được bình thường vậy? Tại người ta không béo như anh đấy. Mình béo đi vừa các bạn. Mình đi vừa. Rồi kéo đi. To vậy, rộng vậy luôn ý. Em bỏ ra em vẫn có thể nhét em chân em vào. Chân em đến đây. Thôi rồi, tiêu chí của một Jedi đấy là cái gì? Đấy là không bao giờ câu nệ cái chuyện ngoại hình bên ngoài, miễn là tâm chúng ta tịnh. Thế hả? Xin dẫn các bạn ô dáng Star Wars sao cho ngầu. Sai sai nhỉ, mặc bộ này xong rồi cầm cái lightsaber đỏ ấy. Rồi, ở đây là tất cả những gì các bạn thấy được ở một bộ đồ trị giá 400 đô. Một bộ đồ giống hệt như ở trong phim luôn. Uầy. Thế mấy anh vừa làm gì vậy? Tại sao anh lại mua vài 400 đô vậy? Sao em thấy làm gì này? Nhìn ngầu không? Không. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1, là ngày xuất chiếu đầu tiên của GM Star Wars The Rise of the Skywalker. Mình đang mặc áo Star Wars. Đi tất Darth Vader, yeah yeah. Và bây giờ thì hai đứa mình sẽ đi xem. Ban đầu là dự tính là sẽ xem xuất chiếu IMAX. Nhưng mà IMAX ở Việt Nam thì nó chỉ chiếu IMAX 3D thôi. Mà bọn mình rất là ghét xem 3D, thế nên là thôi, lại xem bình thường. Hí 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 hí. Đáng ra là mình sẽ mặc cái bộ Jedi hôm nọ đi xem phim. Nhưng mà bạn ấy còn nói nếu mà mình. Thế nên là chúng ta lại có cái bộ này. Hoodie. Cái này mua cũng 700.000 đấy. Ngày hôm qua các bạn như thế nào? Ngày nay mới ra sao?
cái năm mới của em như thế nào? Vui không? Và ngay chiều hôm qua, cái ngày 31 tháng 12 ấy, cái ngày cuối cùng của thập kỷ, nó sẽ là cái ngày mình không ngờ mình quên được. Mình đã bay 7 triệu chỉ trong chiều hôm qua, nhưng mà đấy sẽ là một câu chuyện mà mình sẽ kể trong một video khác. Nhưng mình chắc chắn sẽ kể, và đấy sẽ là một trong những cái ngày tồi tệ nhất trong 10 năm vừa qua của mình. Và cả ngày hôm nay ấy, nhưng mà mình không muốn cái chuyện buồn đấy làm ảnh hưởng đến cái buổi đi xem phim ngày hôm nay. Thế nên là mình sẽ kể một video khác, và biệt chúng ta cùng nhau The Rise of the Skywalker. Không biết là The Rise of Skywalker hay The Fall of Star Wars franchise. The Rise of Cup. Hay không? A few moments later. Wow, giờ mới xinh rảnh tí ngồi sập anh em tí về cái phim này. Vừa mới xem lúc chiều xong. Nhưng mà chiều đến giờ mình cũng nhiều việc quá. Chỉ có mỗi từ hôm qua, hôm nay là ngày 31 tháng 12, hôm nay là ngày 1 tháng 1 mà nó quá là nhiều chuyện xảy ra với mình, nhưng mà mình sẽ kể trong một video khác. Còn chúng ta sẽ quay trở lại với cái phim này. Thật ra thì cái lúc mà mình đi xem ấy, thì mình đã biết là nó sẽ không hay rồi. Các bạn đọc review đầy ra đấy là đều biết là nó sẽ không hay rồi. Nhưng mình là fan rất là lớn Star Wars, mình biết nó không hay nhưng mình vẫn sẽ đi xem để xem nó không hay như thế nào. Và thực ra mà nói lúc mình đi xem về ấy, thì mình mới thấy là nó không hay thật. Nhưng mà nếu như các bạn là fan, các bạn đi xem, các bạn sẽ có thể các bạn sẽ thấy rất là thích cái phần này. Các bạn nhìn cái điểm vào trên Rotten Tomatoes ấy, cái điểm mà nhà phê bình người ta đánh giá thì thấp lè tè, nhưng mà điểm fan thì lại rất là cao, bởi vì cái phần này nó có rất rất là nhiều những cái chi tiết theo cái dạng là phục vụ cho fan ấy, kiểu fan service ấy. Đấy, rất là nhiều fan service trong này, rất là nhiều những cái easter egg liên quan đến những phần phim cũ này, thậm chí là có rất nhiều nhân vật từ phần phim cũ xuất hiện trở lại. Nhưng mà nhiều khi nó fan service kiểu hơi quá ấy. Mình lấy ví dụ nhá, mình là một người rất là thích Darth Vader, mình cuồng Darth Vader cực kỳ. Và khi mình đi xem phim ấy, mỗi lần mình nghe bản nhạc Darth Vader xuất hiện lên là kiểu lần 1 thì lần 2 Darth Vader em ơi, Darth Vader em ơi, lần 3 thì lại nhạc Darth Vader, lần thứ 4 thì bắt đầu kiểu, xong rồi lần thứ 5 với lần thứ 6 thì có cần thiết là phải kiểu lạm dụng những cái từ phim cũ, lại lạm dụng những cái từ ngày xưa để mà khiến cho fan cảm thấy sướng như vậy không, có thứ. Ngoài ra ấy, người ta chê cái phần này không phải tự nhiên, bởi vì nội dung của nó cũng có khá là nhiều vấn đề, mình sẽ chỉ nói là nhanh thôi. Nó khá là kiểu mình cảm thấy nó khá bị gấp ấy. Cái phim này mình nghĩ là đáng ra nó phải là 4 tiếng thay vì chỉ có hơn 2 tiếng thôi. Rất là nhiều cái nó bị gấp, giải quyết vấn đề rất là gấp. Các bạn cứ tưởng tượng nhá, đang cần tìm một vật rất là khó tìm, rất là quan trọng thì không tìm được đâu, và bỗng nhiên có một cái ví dụ kiểu vấp ngã đi, ngã xuống cái chỗ có cái phần đấy, nó giống kiểu phim trưởng tàu ấy, kiểu đánh nhau ở vực xong ngã xuống vực, rơi xuống vực không chết nhưng lại nhặt được bí kíp mà đi tìm cả phim đéo thấy đâu, kiểu nó rất là tiện ấy. Và một lần nữa thì có rất nhiều chi tiết mà các bạn nào là fan Star Wars, các bạn xem các bạn thấy rất là thích. Và đương nhiên rồi, các bạn nào mà xem từ ngày xưa thì các bạn sẽ thắc mắc là what the fuck, tại sao lại có thể có được Palpatine ở đây đúng không? Tại sao lại có thể có Darth Sidious xuất hiện ở trong phần này được? Thì lý do vì sao xuất hiện như thế nào, vai trò là như thế nào thì các bạn có thể đi xem để có thể câu trả lời cuối cùng cho mình. Và nó sẽ có rất nhiều đoạn khiến các bạn phải nhưng cũng sẽ có những cái đoạn khiến các bạn phải kiểu thấy nó sai sai ấy. Xong rồi xem xong vẫn kiểu confused, vẫn kiểu hơi. Các bạn đã xem phim rồi, comment xuống phim bên dưới các bạn cảm thấy sao về cái kết này, về những cái nhân vật xung quanh ấy. Còn đối với mình thì phần này mình cho nó 6/10 điểm. Còn về câu chuyện mà mình có nói, mình có hứa sẽ kể thì sẽ hẹn mọi người kể trong một video khác nhá. Thực sự thì nó khiến mình rất là mệt mỏi ấy. Nhưng mà thôi, video năm mới, chúc mừng năm mới tất cả mọi người. May the force be with all of you. Bye bye. Giờ đi cho các bạn đã.